Xin thông báo, bây giờ là 19 giờ. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình quà tặng tri thức, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty cổ phần Lasta phối hợp thực hiện. Đại diện cho những người làm chương trình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn trung tâm điện máy Idea đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Rất vui vì lại được gặp tất cả quý vị khán giả của chương trình quà tặng tri thức vào thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 vào lúc 19 giờ. À, Hồng Phượng ơi, em có biết rằng sự kiện quốc tế nào trong tháng 9 vừa qua đang là một đánh dấu một cái sự quan tâm rất lớn, có thể nói là rất đặc biệt của dư luận báo chí ở hai bên bờ Thái Bình Dương hay không? Anh Nghĩa muốn nói đến hội nghị cấp cao diễn đàn hợp tác châu Á Thái Bình Dương lần thứ 15 tại Sydney đúng không? Chính xác. Thế thì ngày hôm nay anh em chúng ta hãy giới thiệu tổng quan về diễn đàn hợp tác châu Á Thái Bình Dương hay còn gọi tắt là APEC cho quý vị khán giả được biết nha. Thưa quý vị, diễn đàn hợp tác châu Á Thái Bình Dương gọi tắt là APEC, viết tắt của Asia Pacific Economic Cooperation, ra đời vào năm 1989 theo sáng kiến của Australia với 12 thành viên sáng lập, và cho đến nay thì APEC đã có 21 nền kinh tế thành viên, chiếm khoảng 52% diện tích lãnh thổ, 59% dân số, 70% nguồn tài nguyên thiên nhiên thế giới, đóng góp 67% GDP toàn cầu và 46% thương mại thế giới. Thưa quý vị, với chủ đề củng cố cộng đồng chúng ta xây dựng một tương lai bền vững, hội nghị APEC lần thứ 15 năm nay đặt trọng tâm vào các vấn đề như thay đổi khí hậu và phát triển sạch, sự ủng hộ của APEC đối với hệ thống thương mại đa biên và tổ chức thương mại thế giới, hội nhập kinh tế khu vực, an ninh con người, cải cách và mở rộng APEC. Tại hội nghị APEC lần thứ 15 thì các nhà lãnh đạo đã bày tỏ sự thống nhất của mình qua tuyên bố Sydney về biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng và phát triển sạch, cũng như tuyên bố của các nhà lãnh đạo APEC về vòng đàm phán Doha. Trong tuyên bố Sydney thì lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC đã cam kết có những hành động trên nhiều lĩnh vực để đảm bảo nhu cầu về năng lượng khu vực, đồng thời giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng môi trường, đóng góp vào việc giảm phát thải khí nhà kính. Và bây giờ anh hỏi em thêm một câu nữa nha. Em có nhớ rằng Việt Nam chúng ta là thành viên của APEC vào năm nào hay không? Việt Nam là một thành viên mới của APEC và gia nhập vào năm 1998. Và chắc hẳn rằng tất cả quý vị còn nhớ là với việc đăng cai tổ chức thành công APEC lần thứ 14 năm 2006 đã nâng cao được uy tín và vị thế của Việt Nam ở khu vực châu Á Thái Bình Dương cũng như trên thế giới. Và một trong những biểu hiện sức hấp dẫn của APEC là ít nhất hiện nay có 12 nền kinh tế xin gia nhập diễn đàn. Đó là các nền kinh tế như Ấn Độ, Campuchia, Mông Cổ, Pakistan, Colombia, Panama, v.v. Vừa rồi thì chúng tôi đã mang đến cho tất cả quý vị những thông tin về hội nghị APEC lần thứ 15 được tổ chức tại Sydney. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ đem đến cho tất cả quý vị những kiến thức thật bổ ích thông qua chương trình quà tặng tri thức. Vâng, thưa quý vị, chương trình quà tặng tri thức của chúng ta có tất cả 3 vòng thi dành cho 50 người tham gia chơi tại phim trường. Bên cạnh đó, chúng tôi vẫn kết nối trực tiếp với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngay tại nhà. Chỉ cần quý vị nhấc số điện thoại bàn, mình lên, bấm vào số 1900 1747, đó chính là số của tổng đài. Hoặc là khi chương trình chúng ta lên sóng, quý vị hãy bấm vào số điện thoại 0891066688. Ngoài ra thì tất cả quý vị khán giả cũng có thể gửi tin nhắn về cho chương trình qua số điện thoại 8383 với nội dung tin nhắn như sau: QTTT là viết tắt của quà tặng tri thức, khoảng trắng số điện thoại bàn cộng với mã vùng, và những cô điện thoại viên của chúng tôi đang ngồi ở đây sẽ ghi lại tất cả những số điện thoại của quý vị, gấp lại thật cẩn thận và bỏ vào vòng cầu này. Và mỗi một khi chương trình chúng tôi lên sóng, Đại Nghĩa và Hồng Phượng sẽ rút ra 3 lá phiếu bất kỳ. Trên 3 lá phiếu đó sẽ là 3 số điện thoại của 3 vị khán giả may mắn trong chương trình của ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng chờ xem trong ngày hôm nay ai sẽ là những người may mắn. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với trường quay gặp gỡ với 50 người chơi cùng ranh Quách Hồ Ninh. Xin mời! Không chỉ là tưởng tượng, đâu chỉ là ước mơ, sống với cảm xúc thật, từng khoảnh khắc nâng niu, chỉ một sự lựa chọn. ID 133 Cách mạng tháng 8, quận 3. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang bước vào vòng 1 của trò chơi quà tặng tri thức với sự tham gia trò chơi của 50 bạn đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Xin chào mừng tất cả các bạn. Và trước khi chúng ta bắt đầu trò chơi, tôi xin nhắc lại cách thức chúng ta tham gia trò chơi. Đến với trò chơi quà tặng tri thức thì chúng ta có 3 vòng. Mỗi vòng các bạn sẽ trả lời một câu hỏi.
Nếu như bạn nào trả lời được đầy đủ cả 3 câu hỏi của 3 vòng thì bạn sẽ nhận được phần thưởng là 15 triệu đồng. Chúng ta có 10 giây để suy nghĩ và 3 giây để chọn đáp án. Nếu như vượt ngoài 3 giây thì máy tính sẽ công nhận kết quả của các bạn. Cho nên các bạn phải cố gắng thật là nhanh tay. Nếu các bạn đã sẵn sàng, tôi xin đọc nội dung câu hỏi của vòng 1. Nhà bảo tàng vũ trụ lớn nhất châu Á thuộc nước nào? A. Nhật Bản. B. Ấn Độ. C. Hàn Quốc. Và D. Trung Quốc. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ. Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn quyết định xem nên chọn đáp án nào. 3 giây bắt đầu. 3 giây đã trôi qua rồi. Và bây giờ chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn. Ở đáp án A có 13 bạn. Đáp án B có 8 bạn. Đáp án C 2 bạn. Và đáp án D 27 bạn. Chúng ta xem sẽ có bao nhiêu bạn được bước tiếp vào vòng 2 của chương trình. Đáp án chính xác của chúng ta ở câu hỏi này đó chính là đáp án D. Kính thưa quý vị và các bạn, nhà bảo tàng vũ trụ ở Bắc Kinh trưng bày kỹ thuật vũ trụ lớn nhất của Trung Quốc hiện nay cũng là nhà bảo tàng vũ trụ lớn nhất châu Á. Xin chúc mừng 27 bạn đã chọn đáp án D. Các bạn sẽ được bước tiếp vào vòng trong. Và rất lấy làm tiếc phải nói lời chia tay với những bạn đã không chọn đáp án D. Các bạn sẽ ra về với một phần quà kỷ niệm của chương trình. Rất mong gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian cho những khán giả đang xem truyền hình tại nhà cùng tham gia trò chơi và tặng tri thức. Chúng tôi xin mời. Xin chúc mừng 27 người bạn đã đáp đúng câu hỏi đầu tiên của chương trình. Và 27 người bạn của Hồng Phượng ơi, trong khi các bạn đang suy nghĩ để chọn ra đáp án đúng thì tất cả quý vị khán giả của truyền hình cả nước cũng đang theo dõi những hành động của các bạn đấy. Còn bây giờ thì đến lượt các bạn sẽ theo dõi họ, xem họ có phải là những người may mắn để đáp đúng câu hỏi của chúng tôi ngày hôm nay không. Nếu thế thì bây giờ tất cả chúng ta hãy cùng tìm xem ai sẽ là người khán giả may mắn đầu tiên trong chương trình quà tặng tri thức hôm nay bằng cách nào Hồng Phượng? Hồng Phượng sẽ quay vòng cầu đảo đều tất cả những lá thăm để chọn ra phiếu thăm may mắn đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Đây là phiếu thăm may mắn đầu tiên, xin mời anh Nghĩa. Thưa quý vị, số điện thoại may mắn đầu tiên trong chương trình của chúng ta hôm nay là số 0885563 47. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại này đã trở thành người chơi đầu tiên của chương trình quà tặng tri thức hôm nay. Xin mời phòng máy giúp tôi liên lạc với vị chủ nhân này nhé. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với 8 bảng logo đang có mặt ở đây. Thưa quý vị, đây là 8 logo sản phẩm của trung tâm điện máy Idea. Logo thứ nhất, trung tâm điện máy Idea, đúng hàng, đúng giá, đủ hàng, đủ hiệu. Logo số 2, Samsung, không có gì là khó tưởng tượng. Logo số 3, Sony, riêng một bản sắc. Logo thứ 4, Toshiba, tiên phong trong công nghệ. Logo thứ 5, Danton, Danton Electronics, thiết bị âm thanh chuyên nghiệp. Logo số 6, Sanyo, luôn vì môi trường. Logo thứ 7, thưa quý vị, LG, cuộc sống tốt đẹp. Và logo số 8, Olympus, tầm nhìn của bạn, tương lai của chúng tôi. Đó chính là 8 logo sản phẩm của trung tâm điện máy Idea. Và dĩ nhiên đằng sau 8 bảng logo này là 8 phần quà vô cùng hấp dẫn mà vẫn còn đang trong vòng bí mật. Không biết vị khán giả đầu tiên của chúng ta sẽ lựa chọn logo nào đây? Chúng ta hãy cùng trò chuyện với vị khán giả đầu tiên. Alo. Alo. Alo, xin chào anh. Anh Đại Nghĩa và cô Hồng Phượng. Xin chào anh ạ. Anh hãy tự giới thiệu về mình ạ.
Điện thoại Thượng Phượng nghe rằng giọng bác vẫn còn rất là trẻ à. Bác ơi, không biết rằng hiện giờ bác đang theo dõi chương trình Quà Tặng Tri Thức với ai ạ? Bác luôn luôn theo dõi cái chương trình này ở hai tối thứ hai và thứ sáu hàng tuần. Bác đang theo dõi. Vậy thì bây giờ không biết rằng bên cạnh bác đang có ai đang ủng hộ cho bác ạ? Có gia đình của con của bác. Nên như thế thì cả một gia đình của bác đang cổ vũ, động viên cho bác tham gia chương trình ngày hôm nay. Thế thì bây giờ bác hãy lựa chọn một bản logo của chương trình chúng tôi và xem thử xem phần quà dành cho bác sẽ là gì nhé. Bây giờ bác chọn cái logo số 7 á. Logo số 7. Logo LG. Đó chính là TV LG 29 inch, siêu phẳng, có bộ lọc lược kỹ thuật số, từ điều chỉnh âm lượng, kết nối âm thanh không dây. Bác ơi, bác cảm thấy phần quà như thế nào ạ? Thấy vui lắm ạ. Chỉ mới nhìn phần quà thôi mà bác đã vui như thế. Thượng Phượng tin rằng là sau khi trả lời đúng câu hỏi thì bác sẽ còn vui hơn nữa. Và bây giờ bác đã sẵn sàng chứ ạ? Bác đang chuẩn bị sẵn sàng ạ. Dạ. Câu hỏi dành cho bác như sau. Di tích bộ sách đá của người Việt cổ đã được tìm thấy ở tỉnh nào? Bác sẽ có 4 sự lựa chọn. A. Thừa Thiên Huế. B. Thanh Hóa. C. Lào Cai. Và D. Bắc Ninh. 10 giây dành cho bác. Bắt đầu. Nhanh lên bác ơi. Lào Cai á. Bác chọn đáp án C, đó là Lào Cai. Dạ. Không biết rằng bác dựa trên cơ sở nào mà lựa chọn đáp án này, hay đây là sự tư vấn của cả một gia đình dành cho bác? Bác đi nhờ gia đình hỗ trợ. Nhờ gia đình hỗ trợ. Vậy thì chúng ta cùng xem coi sự hỗ trợ của cả gia đình có đem lại may mắn cho bác hay không nha. Bộ sách đá đó là một quần thể bao gồm những khối đá với những hình chạm khắc từ xa xưa, nằm trong thung lũng Mường Hoa, rải rác trên những thửa ruộng bậc thang. Có gần 200 khối đá với các hình chạm khắc như tranh vẽ tả thực, hoa văn trang trí, hình người, nhà sàn. Các dấu hiệu hình thức phôi thai của chữ viết đến nay vẫn chưa giải mã được. Và di tích bộ sách đá của người Việt cổ đã tìm thấy ở tỉnh Lào Cai. Như thế sự lựa chọn của bác là một sự lựa chọn hoàn toàn chính xác. Vui mừng quá. Xin cảm ơn chương trình ạ. Qua điện thoại Thượng Phượng thấy rằng là bác đang rất là vui thì khỏi phải nói rồi, nhưng mà không biết rằng không khí chung quanh như thế nào ạ? Không khí vui lắm, cả nhà đều vui hết ạ. Xin chúc mừng cả gia đình nha, và xin cảm ơn bác và gia đình đã tham gia chương trình Quà Tặng Tri Thức của chúng tôi tối ngày hôm nay. Xin cảm ơn anh chú Đại Nghĩa và cô Hồng Phượng. Tôi xin cảm ơn chương trình bác ạ. Thưa quý vị, còn bây giờ thì mời tất cả quý vị khán giả chúng ta cùng quay trở lại với phim trường, cùng gặp gỡ với anh Quách Hội Ninh cùng với 27 người chơi tại đây, bước vào vòng 2 của chương trình Quà Tặng Tri Thức. Xin mời. Hãy đến với vùng đất của những khám phá đáng kinh ngạc, vùng đất của những chuyến phiêu lưu đáng kinh ngạc, vùng đất của những cảm giác kinh ngạc, vùng đất của những xúc cảm đáng kinh ngạc. Hãy đến với một Thái Lan đáng kinh ngạc. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình Quà Tặng Tri Thức luôn chờ đón sự đăng ký của quý vị với tổng đài 1900 1747. Chúng tôi rất mong muốn sự tham gia nhiệt tình của quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng 2 với phần tham gia của 27 bạn. Trước khi đọc nội dung câu hỏi vòng 2, tôi xin có một câu đố vui nho nhỏ dành cho quý vị khán giả đang xem đài. Câu đố của tôi như sau. Có một anh chàng mắc hội chứng bà Tám. Thì hôm nọ trên đường đi làm, đi ngang qua một đám đông, anh thấy người ta bàn tán xôn xao và người ta bu nhau đen nghịch vào một góc đường. Thế thì mặc dù là sắp đến giờ làm rồi, nhưng mà anh cũng cho xe ghé vào và chen vào để xem nó là chuyện gì. Thế thì đông quá anh chen không được, chen hoài vô chẳng được. Anh nói là cho tôi vào nhanh lên. Chuyện gì xảy ra trong đó vậy? Thì mấy người đứng ở đó thì người ta nói là tai nạn giao thông. Thế thì anh mới nói là vậy hả?
Ôi vậy thì phải cho tôi vào ngay. Nhanh lên, cho tôi vào. Bởi vì người trong đó là người nhà của tôi, người thân của tôi đấy. Thế là người ta vẹt ra và cho anh đi vào. Anh vừa thấy nạn nhân thì bỗng nhiên mặt anh đỏ lên và anh lủi thủi quay đi. Hỏi quý vị tại sao như vậy? Và trong thời gian quý vị suy nghĩ câu trả lời thì tôi sẽ bắt đầu đọc nội dung của câu hỏi dòng 2. Người biên soạn quyển từ điển tiếng Việt đầu tiên là ai? A. Quỳnh Tĩnh Của. B. Đào Duy Từ. C. Trương Vĩnh Ký. D. Alexander Roth. 10 giây bắt đầu. Hết giờ rồi. Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn lựa chọn đáp án. 3 giây bắt đầu. Giây đã hết rồi. Và chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn. Đáp án A có 2 bạn. Đáp án B có 1 bạn. Đáp án C có 12 bạn. Đáp án D có 11 bạn. Bây giờ chúng ta xem đáp án chính xác của chúng ta ở câu hỏi này, đó chính là đáp án A. Kính thưa quý vị, Quỳnh Tĩnh Của tên đầy đủ là Quỳnh Tĩnh Paulus Của. Ông là người biên soạn cuốn từ điển tiếng Việt đầu tiên được in trong các năm 1895 và 1896. Xin chúc mừng hai bạn đã chọn đáp án A. Các bạn được bước tiếp vào vòng trong để xem ai sẽ là chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Xin chia tay với những người bạn đã không chọn đáp án A. Các bạn sẽ ra về với một phần quà kỷ niệm của chương trình. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy đến phim trường A2 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh để xem vị khán giả may mắn tiếp theo là ai nào. Vâng, thưa quý vị, xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với phim trường A2 cùng với chương trình quà tặng tri thức. Ở Hồng Phượng ơi, ở vòng thi vừa rồi em thấy không, rất là gay cấn, chỉ có hai người bạn đúng rồi để đáp đúng câu trả lời tiếp tục bước vào vòng trong thôi. Thế thì anh nghĩ sao? Nếu mà như vậy thì Hồng Phượng nghĩ rằng vòng 3 của chúng ta cũng rất là hồi hộp đúng không anh? Nghĩ chỉ có hai người bạn thôi, không biết hai người bạn này có may mắn trở thành chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng hay không. Nếu như mà hai người bạn đều không trả lời đúng được câu hỏi ở vòng thi tiếp theo thì chắc chắn rằng số tiền 15 triệu đồng của anh phải nằm lại để chờ cho chương trình lần sau. Thế thì chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Còn bây giờ thì mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đến với người khán giả may mắn thứ hai xem người này là ai. Vậy anh Nghĩa ơi, hãy quay nhanh vòng cầu và chọn ngay ra phiếu thăm may mắn thứ hai đi nào. Có rồi đây, phải đảo đều các lá phiếu lên nữa chứ. Một lá phiếu bất kỳ. Đây là số điện thoại của chủ nhân may mắn thứ hai của chương trình ngày hôm nay. Hồng Phượng xin được chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0887432274 và xin bộ phận kỹ thuật cho chúng tôi liên hệ với chủ nhân của số điện thoại này. Anh Nghĩa ơi, hồi nãy thì anh Quốc Hồn Ninh trong chương trình có đưa ra một câu đố đó và Hồng Phượng vẫn chưa nghĩ ra đáp án. Anh Nghĩa đã nghĩ ra chưa? Thì bản thân anh thì cũng có nghĩ ra đáp án cho riêng mình rồi. Nhưng mà bây giờ anh chưa tiết lộ đâu. Chưa nói. Phải chờ xem coi anh Quốc Hồn Ninh đưa ra đáp án như thế nào. Không biết rằng đáp án anh Quốc Hồn Ninh và đáp án của anh cũng như đáp án của quý vị khán giả có trùng khớp với nhau hay không. Vậy thì phải chờ xem thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với vị khán giả may mắn thứ hai của chương trình. Alo, xin chào. Alo, chào anh Đại Nghĩa, cô Phượng ạ. Dạ, xin chào bạn ạ. Bạn hãy giới thiệu về bản thân của mình đi ạ. Tôi là Trang Hoàng Mẫn ở Cần Giờ, xã Long Hòa, Cần Giờ. Anh ở Cần Giờ à? Vâng, không biết hiện tại công việc của anh là gì? Công việc tôi bán đồ tùng xe Honda. Là gì ạ? Anh có thể nói lớn hơn một chút xíu được không ạ? Bán đồ phụ tùng xe Honda. Anh bán đồ phụ tùng xe Honda. Và thì Đại Nghĩa đã từng có dịp đến với Cần Giờ rồi. Và trong chương trình quà tặng tri thức cũng đã từng giới thiệu về Cần Giờ rồi. Không biết thì ngày hôm nay anh là một người khán giả ở Cần Giờ, anh có điều gì muốn nói thêm với tất cả quý vị khán giả về tỉnh Cần Giờ của mình hay không? Ở Cần Giờ thì có biển và rừng vậy thôi ạ.
Dạ. À anh ơi, không biết rằng ở huyện Cần Giờ có thêm điều gì đặc biệt nữa không ạ? Có đảo khỉ rồi đó, có đảo khỉ. Đúng rồi, rất là nổi tiếng mà Hồng Mụn cũng đã từng nghe nói đến điều này rồi. Còn bây giờ thì trước khi lắng nghe câu hỏi của chương trình, xin mời anh hãy chọn một trong 7 bảng logo còn lại. Tôi chọn bảng số 2 ạ. Logo số 2. Đó là logo Samsung. Và chúng ta cùng xem. Tủ lạnh Samsung có dung tích 150 lít, làm lạnh trực tiếp, thiết kế gọn gàng, trang nhã. Đây là một phần quà rất là hấp dẫn đúng không anh? Nhưng phần quà này có thuộc về anh hay không? Còn phải xem anh có bình tĩnh và đủ sáng suốt để trả lời đúng câu hỏi của chúng tôi hay không đã. Bây giờ anh đã sẵn sàng chưa nào? Dạ sẵn sàng rồi ạ. Câu hỏi dành cho anh như sau. Tổ hợp kính viễn vọng quang học lớn nhất thế giới được đặt ở quốc gia nào? Anh có 4 sự lựa chọn: A. Mỹ, B. Chile, C. Hy Lạp, D. Iraq. 10 giây dành cho anh. Bắt đầu. Nhanh lên. Hy Lạp à? Hy Lạp vẫn còn thời gian. Anh có thay đổi quyết định của mình không? Dạ, hết giờ rồi, rất tiếc. Anh ơi, anh đưa ra đáp án trong một thời gian khá ngắn và rất tự tin về đáp án đó. Không biết rằng có ai cố vấn cho anh không ạ? Cũng có mấy đứa em ngồi kế à. Alo? Có mấy đứa em ngồi kế à? À, mấy đứa em, vậy thì anh tự tin bao nhiêu phần trăm nào? 70%. 70%, và bây giờ để xem 70% của anh có đúng hay không nha. Tổ hợp kính viễn vọng quang học lớn nhất của thế giới mang tên VLT, viết tắt của Very Large Telescope, với 4 mặt kính, mỗi cái có đường kính là 8m, đặt trên đỉnh núi Cerro Paranón thuộc Chile ở độ cao 2.664m. Nó có thể thấy được rõ ràng các ngôi sao ở giữa các đám mây vũ trụ. Như vậy đáp án đúng của chúng tôi là đáp án B, Chile, chứ không phải là đáp án mà anh vừa đưa ra cho chúng tôi anh ơi. Anh ơi, bây giờ thì anh có cảm thấy là tiếc hay không? Tiếc. Rất là tiếc. Nhưng mà anh đừng sao có buồn lâu nha. Bởi vì chương trình của chúng tôi vẫn luôn mở rộng cánh cửa dành cho anh. Chương trình chúng tôi không hạn chế số lần đăng ký. Anh vẫn có thể gọi điện đến với chương trình vào bất cứ lúc nào. Biết đâu trong những chương trình lần sau anh sẽ là người may mắn tiếp theo thì sao? Còn bây giờ thì Hồng Phượng không biết nói gì hơn là xin được chia sẻ cảm giác đó với anh. Và Hồng Phượng xin được hẹn gặp lại anh trong những chương trình quà tặng tri thức lần sau được không ạ? Dạ, cảm ơn chương trình và Đại Nghĩa và Hồng Phượng ạ. Xin chào tạm biệt. Thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với vòng 3 của chương trình quà tặng tri thức dành cho những người chơi tại phim trường. Gặp gỡ với hai người chơi thôi, cùng xem họ tranh tài với nhau xem ai sẽ là chủ của phần thưởng trị giá 15 triệu đồng của chương trình. Nào, xin mời. Kính thưa quý vị và các bạn, từ vòng 2, 27 người, bây giờ vào vòng 3 chỉ còn có 2 bạn thôi. Trước khi đọc nội dung câu hỏi vòng 3 để cho 2 bạn trả lời, thì chúng ta sẽ gặp gỡ 2 bạn và có một cuộc trò chuyện nhỏ nhỏ với 2 người bạn đang ngồi ở đây. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói chuyện với người bạn ngồi ở máy số 23. Xin chào bạn. Dạ, xin chào anh Linh, xin chào tất cả các bạn. Em tên là Bùi Thị Yến, em là sinh viên năm thứ 3 chỉ đọc Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Chào bạn, Hải Yến. Còn người bạn ở số máy 24, chào bạn. Chào anh Ninh, em tên là Nguyễn Ngọc Thu Ngân, năm nay được 18 tuổi rồi ạ. Bạn Yến với bạn Ngân, hai bạn ngồi kế nhau, hai bạn có quen nhau không? Dạ không ạ. Hai bạn không quen nhau, mà hai bạn cùng chọn đáp án giống nhau, đó là đáp án A, đã đưa hai bạn vào vòng 3 này. Hai bạn có liếc qua liếc lại xem bạn mình bấm phím nào không? Cái đó là chắc chắn là không có ạ. Chắc chắn là không có đâu nào. Là do tư tưởng lớn gặp nhau đúng không? Dạ vâng. Bạn Yến, thế sở thích của bạn là gì nào? Dạ, niềm đam mê của em đó là được đi du lịch tất cả các nơi trên thế giới ạ. Thì bạn đã đi du lịch ở những đâu rồi? Đi nước ngoài thì em chưa có điều kiện, nhưng mà em trong nước thì cũng đi được khá nhiều, như là Đà Lạt, Hạ Long, Nha Trang, v.v. ạ. Vòng 2, 27 người và các bạn đã loại 25 người để các bạn bước vào vòng 3 này. Theo bạn kết thúc vòng 3 thì sẽ còn lại bao nhiêu người? Em hy vọng là cả hai tụi em sẽ cùng dắt tay nhau lãnh phần thưởng. Bạn Yến hy vọng rằng cả hai cùng dắt tay nhau đi lãnh phần thưởng 15 triệu đồng. Nghĩa là mỗi người sẽ được 7.500.000, đúng không nào? Mong rằng các bạn sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Còn bạn Ngân, bạn Ngân ơi, hồi nãy tôi có hỏi câu đố nhỏ với khán giả. Thế bạn có thể trả lời được không? Em nghĩ là có thể người nhà của cái anh trong truyện đó là một con vật nào đó.
ví dụ như là gián hay là thỏ. Bạn Ngân trả lời gần chính xác. Anh chàng khoác lác kia muốn vào xem chuyện gì xảy ra, thì sau khi là biết trong kia là có tai nạn giao thông thì anh ta mới hơi dốc nói rằng người trong đó, nạn nhân đó chính là người thân của tôi. Thế là người ta dẹt cho anh vô. Cuối cùng anh vô, anh nhìn thấy một con bò bị xe cán chết. Thế là anh ta đỏ mặt, từ từ quay lưng ra và bỏ đi. Cho nên nói dốc đôi khi cũng có hại lắm chứ, đúng không nào? Rồi bây giờ bạn Yến và bạn Ngân ơi, các bạn sẵn sàng nha. Tôi sẽ đọc câu hỏi và mong rằng các bạn sẽ trả lời được. Câu hỏi vòng 3 của chúng ta như sau. Hiện nay dân số vùng nào sau đây đang giảm? A. Đông Nam Á. B. Bắc Mỹ. C. Đông Âu. Và D. Tây Âu. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Hết giờ rồi. Bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn quyết định xem sẽ chọn đáp án nào. 3 giây bắt đầu. Hết 3 giây rồi. Bây giờ chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn nào. Đáp án A, không có bạn nào chọn. Đáp án B, cũng không có bạn nào. Đáp án C, có 2 bạn. Đáp án D, tất nhiên là không còn bạn nào rồi. Chúng ta xem điều gì xảy ra đây. Đáp án chính xác của chúng ta đó chính là đáp án C. Do một số điều kiện kinh tế và xã hội, dân số ở các nước Đông Âu đang giảm. Mức tăng dân số tại khu vực này là âm 0,5% một năm. Xin chúc mừng cả hai người bạn. Các bạn đã là chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Xin chúc mừng các bạn. Còn bây giờ, chúng ta sẽ dành thời gian cho những khán giả đang xem truyền hình tại nhà cùng tham gia trò chơi quà tặng tri thức. Chúng tôi xin mời. Xin chúc mừng hai người bạn đã trở thành chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Và anh Nghĩa ơi, đây quả là một kết quả bất ngờ và thú vị, đúng không anh Nghĩa? Nhưng mà Hồng Phượng có một câu hỏi nhỏ này dành cho anh Nghĩa nữa nè. Hồi nãy đáp án mà anh Quách Hồ Ninh đưa ra trong câu đố của mình á, thì có trùng khớp với suy nghĩ của anh Nghĩa hay không vậy? Anh thì anh cũng có đưa ra một cái đáp án là một con vật nào đó. Nhưng mà không phải là con bò như đáp án của anh Quách Hồ Ninh thôi. Chứ con gì? Một con, thôi không nói được. Rồi bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ dành thời gian cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tại nhà nha. Vậy thì Hồng Phượng hãy quay lồng cầu và rút ra một lá thăm bất kỳ đi. Hồng Phượng sẽ quay ngay vòng cầu, đảo đều tất cả những lá thăm để chọn ngay ra phiếu thăm may mắn cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Và đây là phiếu thăm may mắn cuối cùng, xin mời anh Nghĩa. Ai sẽ là người khán giả cuối cùng trong chương trình hôm nay? Xin mời quý vị lắng nghe. Đó là số điện thoại 073 933 645. Xin một phần kỹ thuật cho chúng tôi liên hệ với chủ nhân của số điện thoại này. Và quý vị thân mến, ngay bây giờ thì Hồng Phượng muốn nhắc lại cho tất cả quý vị nhớ là ba số điện thoại của chương trình để quý vị có thể tiện liên lạc với chúng tôi. Khi chương trình lên sóng trực tiếp thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 0891066688. Ngoài ra thì tất cả quý vị khán giả cũng có thể gửi tin nhắn về cho chương trình qua số điện thoại 8383. Ngoài ra tất cả quý vị khán giả cũng có thể gọi điện thoại về cho chương trình trong tất cả các ngày trong tuần qua số điện thoại 19001747. Và chúng tôi luôn chờ đợi sự tham gia của tất cả quý vị trong chương trình quà tặng tri thức. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm quen với vị khán giả may mắn thứ ba của chương trình ngày hôm nay. Alo, xin chào vị khán giả may mắn cuối cùng. Xin chào anh Đăng Nghĩa và chị Hồng Phượng. Xin chào anh. Em tên là Điền, ở Thân Nghĩa, Châu Thành, Tiền Giang. Anh ơi, công việc hiện giờ của anh là gì ạ? Công việc là hay chồng đi buôn bán hả chị? Buôn bán cụ thể là? Hành cải với ớt cần đồ đó chị. Anh ơi, không biết rằng hồi nãy anh nói là quê của anh ở đâu ạ? Quê ở Tiền Giang chị. Tiền Giang, không biết là Tiền Giang có đặc sản gì không anh? Tiền Giang thì trái cây thì đủ loại hết đó chị ạ. Nhưng mà đặc sản nhất là có cá tây tượng đó chị. Đại Nghĩa, một số bí quyết để làm món cá tây tượng này ngon không ạ?
Nhưng mà ví dụ như ở VM thường thường là có mấy bạn ở thành phố xuống á, thường thường bắt cá thì tượng lên chiên xù gói bánh tráng với bún với rào sống chấm với nước mắm mè á chị. Ôi, nghe không chợ cũng hết. Anh ơi, Đại Nghĩa với ông Phượng đều chưa ăn tối, nghe anh tả thôi mà cảm thấy đói bụng lắm rồi. Thôi thì bây giờ mời anh hãy lựa chọn ngay một logo dành cho mình đi. Em chọn logo Sony á chị. Anh chọn logo Sony. Và phần quà dành cho anh đó chính là đầu DVD Sony, thiết kế nhỏ gọn, đọc được nhiều loại đĩa, khả năng nhớ đến 6 đĩa. Đây là một phần quà rất là hấp dẫn. Nhưng mà phần quà này có thuộc về anh hay không thì sẽ xem anh có may mắn hay không đã. Bây giờ anh đã sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng rồi chị. Câu hỏi dành cho anh như sau: chiếc cầu bắc ngang qua hồ Hoàng Kiếm có tên gọi là gì? A. Cầu Thăng Long. B. Cầu Chương Dương. C. Cầu Long Biên. Và D. Cầu Thê Húc. Anh có 10 giây để suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây dành cho anh. Bắt đầu. Long Biên số mấy? Chọn câu C. Câu C vẫn còn thời gian ạ. Thì câu B đi. Câu B cuối cùng là gì ạ? Câu B á. À, hồi nãy qua điện thoại thì ông Phượng có nghe nói là câu nào. Không biết rằng anh đang nói chuyện với ai đó ạ? Nói chuyện với hai đứa con. Cho Đại Nghĩa hỏi thêm một câu anh rằng anh đã từng được ra Hà Nội chưa ạ? Dạ đó, giờ chưa có đi ra Hà Nội. Chưa ra Hà Nội, thành ra có vẻ anh cũng rất lúng túng khi lựa chọn đáp án này. Vậy thì bây giờ mời anh hãy lắng nghe đáp án của chương trình. Cầu Thê Húc nằm trong quần thể di tích lịch sử Hồ Gươm, bên cạnh các di tích khác như Tháp Rùa, Tháp Bút, Đền Ngọc Sơn, Đền Bà Kiệu. Đây là một địa điểm văn hóa lịch sử nổi tiếng của Hà Nội và của nước ta. Như thế đáp án chính xác của chúng ta phải là đáp án D, cầu Thê Húc. Rất tiếc đáp án của anh đưa ra đã không trùng với đáp án của chương trình. Và bây giờ thì Hồng Viên biết rằng anh đang rất tiếc và buồn lắm. Nhưng anh ơi, anh cũng đừng buồn, bởi vì anh cũng có thể tham gia chương trình quà tặng tri thức trong những lần sau. Bởi vì chương trình của chúng tôi không giới hạn số lần đăng ký của quý vị khán giả đâu. Alo. Alo, xin cảm ơn anh đã đến với chương trình quà tặng tri thức của chúng tôi tối ngày hôm nay ạ. Xin hẹn gặp lại. Dạ, cảm ơn anh. Xin chào tạm biệt. Thưa quý vị, như thế là chương trình của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Đại Nghĩa, Hồng Phượng cùng với tất cả những người thực hiện chương trình xin được nói lời chia tay với quý vị khán giả. Và trước khi chia tay với tất cả quý vị, chúng tôi xin chân thành cảm ơn trung tâm điện máy Idea đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Và quý vị khán giả nào đã trúng thưởng trong chương trình ngày hôm nay, hãy lập tức liên hệ ngay với công ty cổ phần Lasta, số 23 đường Phùng Khắc Khoang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để nhận phần quà dành cho mình nhé. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình quà tặng tri thức phát sóng vào tối thứ 6 lúc 19 giờ trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.